trẻ biếng ăn, cha mẹ cần phải làm gì? 1. Tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn hàng ngày. Khi tâm lý thoải mái và vui vẻ sẽ khiến các men tiêu hóa kích thích hoạt động tốt, giúp trẻ có cảm giác ngon miệng hơn. Cha mẹ nên hướng dẫn và làm mẫu cho con học tập, giúp trẻ tự tạo được cảm giác thèm ăn. Tuyệt đối không dỗ trẻ vui bằng TV hay điện thoại. Điều này khiến trẻ hình thành tâm lý ham chơi, phụ thuộc vào công nghệ, không những khiến trẻ mất tập trung trong bữa ăn mà còn tạo ra thói quen xấu. Đây là điều nên tránh mà các cha mẹ cần lưu ý. 2. Đa dạng về thực đơn. Lên kế hoạch dinh dưỡng hàng ngày giúp trẻ được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất có lợi cho cơ thể, nhất là đối với những trẻ có biểu hiện biếng ăn. Cha mẹ cần xây dựng cho con mình một thực đơn đủ đa dạng và phong phú. Ngoài ra còn phải đảm bảo lượng dinh dưỡng theo độ tuổi thích hợp, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất mà còn tạo hứng thú cho trẻ mỗi bữa ăn. Cha mẹ có thể tham khảo ý kiến của những chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn một cách khoa học và hiệu quả nhất. Hình thức trang trí món ăn cũng là phần nào tạo hứng thú cho những trẻ biếng ăn. Cha mẹ có thể sáng tạo trong cách trang trí màu sắc đa dạng hoặc hình thù ngộ nghĩnh làm thu hút sự chú ý của trẻ. 3. Không nên cho trẻ ăn vặt quá nhiều. Những món ăn vặt như kẹo, bánh, nước ngọt thường tạo cảm giác giả no, khiến trẻ không để ý đến bữa ăn chính. Không những thế, đồ ăn vặt không thể cung cấp cho trẻ những dưỡng chất cần thiết. Để khắc phục tình trạng này, cha mẹ nên lên thực đơn thích hợp, chia nhỏ nhiều bữa ăn trong ngày, vừa giúp trẻ hấp thu đủ dinh dưỡng, đồng thời hạn chế sự ăn vặt của trẻ. 4. Khắc phục trẻ biếng ăn do bệnh lý. Khi bị biếng ăn do bị ốm thì điều kiện tiên quyết là tìm cách điều trị khỏi bệnh cho con. Trong thời gian chữa bệnh, cha mẹ cũng có thể áp dụng những biện pháp trên để giúp cải thiện tình trạng ăn uống. Trong trường hợp áp dụng tất cả các cách nhưng trẻ vẫn biếng ăn thì các bậc phụ huynh nên tìm các chuyên gia dinh dưỡng để nhận được lời khuyên chính xác nhất. Biếng ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tương lai phát triển của trẻ nhỏ. Vì vậy, khi cha mẹ thấy con mình có những biểu hiện biếng ăn thì cần tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời. Gọi ngay hotline để được tư vấn tốt nhất từ các dược sĩ chuyên môn 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.